Thưa quý vị, giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của mặt trận Tổ quốc, là nhu cầu cần thiết góp phần khắc phục tệ tham nhũng quan liêu. Trong hiến pháp, chức năng giám sát và phản biện xã hội đã được đề cập một cách có hệ thống và được cụ thể hóa bằng quy chế. Với tư cách là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi nhất của mọi đối tượng, mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia phản biện xã hội. Có thể khẳng định rằng ý nghĩa của việc này rất lớn, vừa phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vừa đồng thời là trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Và để quý vị có cái nhìn sâu hơn về vấn đề này, hôm nay chúng tôi mời đến chương trình ông Phạm Kim Khang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Xin chào ông Phạm Kim Khang. Xin chào đồng chí. Thưa ông, trong việc thực hiện quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng chính quyền đang là vấn đề được đông đảo các tầng lớp nhân dân chúng ta rất quan tâm theo dõi. Vậy thì thưa ông, trong thời gian vừa qua, mặt trận Tổ quốc của chúng ta từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện nhiệm vụ này như thế nào ạ? Vâng, xin chào quý vị khán giả, quý vị đang xem truyền hình. Đúng là giám sát phản biện là một công việc rất là quan trọng, đã được đề cập trong hiến pháp và trong cương lĩnh của Đảng. Thì để mà cụ thể hóa, Bộ Chính trị đã có quyết định 217 và quyết định 218 vào ngày 12 tháng 12 năm 2013. Thì trong người quyết định 27 là nêu rõ hai cái nội dung là giám sát và phản biện. Quyết định 218 của Bộ Chính trị thì nêu rõ nội dung là mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội là tham gia xây dựng đảng và xây dựng chính quyền. Thì đối với mặt trận thì chúng tôi đã mở một cái hội nghị mời các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, rồi các tổ chức thành viên, các vị tổ chức thành viên đứng đầu của các cái tổ chức thành viên đến để nghe và nghiên cứu. Thì sau khi mà tổ chức ở tỉnh tổ chức xong thì các địa phương, các huyện thành trong tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai. Phải nói vì việc triển khai quyết định 27-28 được mọi người rất là hưởng ứng, và đây cũng chính là cái niềm mong đợi rất là nhiều năm rồi. Và đến bây giờ là Bộ Chính trị đã cụ thể hóa thành hai cái văn bản hết sức quan trọng. Cho nên với cái tâm thế đón nhận hai cái chỉ thị này là rất là hồ hởi và rất là đồng tình rất cao. Chúng tôi làm một cái chương trình giám sát và phản biện xã hội của năm 2014. Và để cái chương trình này cho nó phù hợp á, thì chúng tôi sau khi dự thảo xong, chúng tôi mời 5 tổ chức chính trị xã hội mà được quy định trong quyết định 27 về mặt trận để cùng thảo luận cái nội dung giám sát và phản biện của 24. Và mời 12 vị chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của các huyện thành họp tiếp tục trao đổi. Sau khi thống nhất cái chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2014 rồi, thì chúng tôi làm văn bản trao đổi với Ủy ban Nhân dân tỉnh về những cái dự thảo, những cái dự định của chúng tôi về giám sát phản biện 2014. Thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có cái văn bản trả lời do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký về cái nội dung giám sát phản biện xã hội đối với chính quyền. Đó là cái bước thứ hai. Bước thứ ba là sau khi được các cái tổ chức thống nhất rồi, Ủy ban tỉnh thống nhất rồi, thì chúng tôi làm văn bản để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quy định, quyết định 27 cũng còn nêu cái ý này. Và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu và có văn bản trả lời với Ủy ban Mặt trận về các nội dung giám sát phản biện trong năm 2014. Như vậy thì chúng ta đã có cái chương trình, đã có cái kế hoạch mà giám sát và phản biện xã hội trong năm 2014. Vậy thì thưa ông, thì trong năm nay thì mặt trận Tổ quốc của chúng ta sẽ tập trung giám sát vào những nội dung gì và những lĩnh vực gì là trọng tâm ạ? Thì năm 2014 thì chúng tôi tập trung vào giám sát và phản biện xã hội các cái nội dung chính như sau. Cái nội dung thứ nhất là giám sát về việc
thực hiện chính sách đối với người có công. Đó là cái nội dung giám sát thứ nhất. Thì nội dung giám sát thứ hai là giám sát về việc quản lý và kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Thì nội dung giám sát thứ ba đó là giám sát về việc các doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nội dung giám sát thứ tư là việc thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ theo nghị quyết 11 năm 2007 của Bộ Chính trị và nghị định 56 của Chính phủ. Còn về phản biện thì chúng tôi được Thường vụ Tỉnh ủy và chúng tôi đã chuẩn bị các cái nội dung là thứ nhất là sẽ phản biện cái dự thảo về nghị quyết kinh tế xã hội xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị của Tỉnh ủy trong năm 2015. Nội dung phản biện thứ hai đó là dự thảo các cái văn bản về chính sách cho người có thu nhập thấp ở cái vùng đô thị về nhà ở. Nội dung phản biện thứ ba đó là chính sách về nhà ở cho các cái đối tượng. Như vậy thì là trong năm 2014 này chúng ta sẽ tập trung vào 4 nội dung giám sát và 3 nội dung phản biện xã hội. Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng là trong thời gian vừa qua thì công tác giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc là được quan tâm rất nhiều. Và thực tế là chúng ta cũng đã triển khai, nhưng thực sự thì kết quả đạt được vẫn chưa được như chúng ta mong muốn. Và nhiều ý kiến cũng cho rằng là không ít cuộc giám sát thì chúng ta mới chỉ đụng tới ở bên ngoài thôi. Ông có ý kiến gì về việc này ạ? Trước nay chúng ta có làm giám sát. Đấy. Nhưng mà cái giám sát của chúng ta hồi xưa, những năm trước á, là chủ yếu là giám sát theo quyết định 80 của chính phủ, tức là giám sát đầu tư cộng đồng. Vâng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng có một số cuộc giám sát, rồi cũng phối hợp với Hội đồng Nhân dân và các cái cơ quan liên quan có một số cuộc giám sát. Nhưng mà thực ra thì cái giám sát hồi xưa thì chủ yếu là mang tính chất là nhân dân giám sát là chính. Nhân dân giám sát là theo quyết định 80 là người ta, nhân dân là thành lập ra một cái ban giám sát đầu tư cộng đồng ở khu dân cư. Vâng. Để giám sát những công trình mà xây dựng ở trên địa phương, tức là trên xã, trên phường, trên thị trấn. Vâng. Cho nên là kỳ cũng đã làm được rất là nhiều cuộc giám sát, cũng có hiệu quả. Nhưng mà giám sát đó là giám sát theo quyết định 80 của chính phủ. Còn bây giờ là giám sát theo quyết định 27 của Bộ Chính trị thì phạm vi nó rộng hơn và cái quy mô lớn hơn. Cả hệ thống chính trị, cả mặt trận, cả các cái 50 tổ chức đoàn thể để giám sát. Thì bây giờ đánh giá về cái giám sát thì vừa qua làm được nhiều việc, nhưng mà giám sát hiện nay là giám sát theo quyết định 27 của Bộ Chính trị. Thưa ông, như vậy thì chúng ta cũng đã làm được rất nhiều việc trong việc phát huy cái vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc cũng như là các đoàn thể chính trị xã hội. Nhưng mà nhiều chuyên gia thì khi góp ý cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thì cũng đều nhấn mạnh cái ý là công tác mặt trận của chúng ta thì phải đi sâu vào việc nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cho nó một cách cụ thể, thiết thực và tránh cái hình thức, tránh dàn trải. Vậy thì như những gì nãy giờ chúng ta trao đổi thì nội dung giám sát và phản biện theo như quy định quy chế khá là rộng. Thì Mặt trận Tổ quốc chúng ta có cái biện pháp gì, cần tập trung vào những cái lĩnh vực nào, những vấn đề trọng tâm gì để chúng ta đạt được cái hiệu quả trong giám sát, trong phản biện xã hội? Trong 5 năm vừa qua thì chúng ta đã triển khai cuộc vận động là toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư. Vâng. Cuộc vận động là người Việt Nam là ưu tiên dùng hàng Việt Nam, rồi cuộc vận động là ủng hộ quỹ người nghèo, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Bác và nhiều cái cuộc vận động khác. Và 5 năm qua chúng tôi hôm họp ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để chuẩn bị cho đại hội thì tổng kết lại cái số liệu như thế. Đối với cái quỹ người nghèo thì 5 năm qua chúng ta đã vận động nhân dân đóng góp được 32 tỷ đồng và
41 tỷ đồng cho xóa nhà tạm, 106 tỷ đồng an sinh xã hội, 18,2 tỷ đồng là quỹ để mà giúp đỡ những người có công, và 15,3 tỷ đồng là quỹ về phòng chống thiên tai bão lụt để giúp các địa phương, giúp nhân dân. Và đặc biệt gần đây nữa thì chúng ta đã vận động là xây dựng quỹ Trường Sa, ủng hộ Trường Sa. Mà một mấy năm trong 2023 thì nhân dân đã đóng góp được 9,3 tỷ đồng. 9,3 tỷ đồng. Và hiện nay là ta tiếp tục vận động nữa để cho được 12 tỷ. Và ta đăng ký với Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ xây dựng một công trình trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Và công trình đó là ghi tên là nhân dân và cán bộ tỉnh Lâm Đồng. Thì một công việc làm rất có ý nghĩa. Thì công việc của mặt trận thời gian qua vậy. Bây giờ thì Đảng lại giao thêm nhiệm vụ cho mặt trận là về giám sát và phản biện xã hội. Một công việc rất khó, rất lớn. Và nếu mà chúng ta thực hiện được nhiệm vụ này tốt đó, thì đây chính là chúng ta đóng góp được cho Đảng, cho chính quyền, cho nhân dân trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Vậy thì thưa ông, thì mặt trận Tổ quốc của chúng ta là xác định nên những phương châm như thế nào để chúng ta đặt những nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát huy cái vai trò giám sát và phản biện xã hội để nó đạt hiệu quả hơn, tránh được cái việc là chúng ta lướt qua hoặc là hình thức hoặc dàn trải. Vâng, thì giám sát và phản biện, chúng tôi suy nghĩ thế này. Thì phương châm á, là đối với giám sát phản biện thì chúng tôi đề ra 3 phương châm. Vâng. Thì phương châm thứ nhất là dân là có cái trăn trở gì đấy, thì chúng ta tập trung, chúng ta giám sát cái vấn đề đó. Đó là phương châm thứ nhất. Tức là cái giám sát này là xuất phát từ cái lợi ích của nhân dân. Đó là cái thứ hai nữa là Đảng và chính quyền yêu cầu nội dung gì thì chúng ta phản biện nội dung đó. Đó là cái phương châm thứ hai. Phương châm thứ ba nữa là mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức thành viên khi thấy có những vấn đề gì xuất hiện trong thực tiễn thì chúng ta nghiên cứu để chúng ta triển khai giám sát. Như vậy là ba cái phương châm đấy á, là vừa là nhu cầu của dân, vừa là yêu cầu của Đảng, rồi vừa là xuất phát từ thực tiễn thì để mặt trận Tổ quốc là triển khai giám sát. Thì với ba cái phương châm đấy thì chúng tôi suy nghĩ là có ba cái nội dung trọng tâm để thực hiện. Cái nội dung thứ nhất á, là giám sát những cái việc thực hiện các cái chính sách của nhà nước. Đó là cái thứ hai nữa là giám sát về việc triển khai các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội. Và thứ ba nữa là về phòng chống tham nhũng quan liêu. Thì đó là ba cái nội dung trọng tâm chúng tôi sẽ tập trung trong năm 2024 và nhiều năm tới nữa. Thì bây giờ cái cụ thể của ba cái nội dung đấy như thế này. Cái nội dung thứ nhất là việc thực hiện các chính sách của nhà nước mà liên quan đến nhân dân. Thì bây giờ ví dụ như là những cái chính sách về nhà ở này, chính sách về đối với người có công này, chính sách về bảo hiểm xã hội cho người lao động này, chính sách về quản lý bảo vệ rừng này, chính sách về là quản lý là khoáng sản này, và nhiều chính sách khác nữa. Như vậy là những chính sách mà triển khai đó là đều liên quan đến nhân dân. Thứ hai nữa là bây giờ các cái nội dung về kinh tế xã hội thì các cái nội dung đó xem từ việc triển khai như vậy là có hiệu quả không, hiệu quả những mức độ nào, có những cái nội dung gì mà chúng ta đề ra mà nó chưa sát với cuộc sống, hoặc là đề ra rồi mà lại chưa thực hiện được. Đó là cái việc. Rồi các dự án mà triển khai trên địa bàn chúng ta thì vừa qua hiệu quả như thế nào, những dự án nào phát huy tác dụng, những dự án nào là chưa được triển khai, hoặc là có những dự án thì mang tính chất là dự án treo chẳng hạn. Đó là việc thứ hai. Việc thứ ba là chống tham nhũng, chống quan liêu, thì giám sát xem thử là trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì có tham nhũng không? Tham nhũng thì ở cái ngành nào, ở lĩnh vực nào? Và địa chỉ tham nhũng là đâu?
để báo cáo với Đảng và với thông qua thông báo với chính quyền rồi báo cáo với nhân dân. Đây thì khi là chúng ta mới thực hiện được những việc đấy thì chúng ta sẽ là giúp cho Đảng và giúp cho dân. Đấy, thì chúng tôi dự kiến là với phương châm, với những nội dung trọng tâm và với những công việc như vậy. Vâng, có thể thấy là chúng ta cũng đã xác định được 3 phương châm cũng như là 3 nhóm nội dung quan tâm, rất quan tâm để mà chúng ta tập trung vào phản biện xã hội cũng như là tăng cường công tác giám sát trong thời gian tới. Thưa ông, với những nội dung giám sát và phản biện xã hội rộng như thế thì việc chúng ta phát huy và lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân có thể nói là hết sức quan trọng. Vậy thì Mặt trận Tổ quốc của chúng ta đã có cái kế hoạch gì để chúng ta làm sao có thể lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, phát huy một cách tốt nhất trí tuệ của toàn xã hội cho cái công tác giám sát và phản biện xã hội ạ? Vâng, đúng là việc giám sát và phản biện xã hội là phải tập trung được trí tuệ của nhân dân, tập trung được cái đóng góp của nhân dân. Đấy, nhân dân phát hiện, nhân dân theo dõi, nhân dân góp ý. Chúng tôi cũng suy nghĩ như vậy và đồng chí đặt thì câu hỏi đã rất là đúng. Thì nói cái nội dung này thì lại liên quan đến cái quyết định 28, tức là nhân dân đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đóng góp để xây dựng Đảng chính quyền. Thì muốn tập trung được trí tuệ thì chúng ta phải thực hiện cho đúng cái quyết định 28. Trong quyết định 28 của Bộ Chính trị thì nói đối tượng mà được góp ý là từ có vừa là cơ quan vừa cá nhân. Cơ quan thì từ trung ương cho đến cơ sở. Cá nhân là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thì được nhân dân là giám sát và nhân dân góp ý. Đó là đối tượng. Còn cái nội dung góp ý thì có 3 cái nội dung góp ý ở cái 3 cái nội dung thế này. Thứ nhất là góp ý là định kỳ. Thứ hai là góp ý thường xuyên. Và thứ ba là góp ý đột xuất. Thì góp ý định kỳ là hàng năm Mặt trận Tổ quốc có cái báo cáo về việc góp ý cho Đảng, cho chính quyền cung cấp. Cái việc thứ hai là thông qua cái đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền cung cấp đối với nhân dân. Việc thứ ba là hàng năm thì lấy phiếu góp ý mà chúng ta đã làm trước nay theo quyết định 535 của tỉnh và quyết định 76 của Bộ Chính trị. Đó là góp ý định kỳ. Thứ hai là góp ý thường xuyên. Góp ý thường xuyên thì có cái, mấy cái nội dung. Thứ nhất là các cơ quan, trụ sở của cơ quan, trụ sở của mặt trận, của các đoàn thể là mở hộp thư góp ý để nhân dân có ý kiến. Mọi người có ý kiến thì gửi vào trong hộp thư và chúng ta tổng hợp. Vậy nên sắp tới là các cơ quan, tất cả mọi cơ quan của nhà nước đều phải triển khai, của nhà nước, của cả cái hệ thống chính trị đều phải triển khai. Thứ hai nữa là cái hình thức thứ hai nữa là thông qua cái thư của nhân dân này mà gửi về cho Mặt trận Tổ quốc, gửi về cho các cơ quan. Đây là cái kênh thứ hai. Đấy, kênh thứ ba nữa là thông qua các cuộc làm việc của các đồng chí lãnh đạo mà thì nhân dân góp ý. Đây là góp ý thứ hai, góp ý đột xuất đó. Góp ý đột xuất là khi mà các cái văn bản của Đảng, của chính quyền yêu cầu góp ý thì mặt trận và các tổ chức góp ý, nhân dân góp ý. Và khi thấy mặt trận thấy có những vấn đề mà cần phải góp ý thì mặt trận và các đoàn thể góp ý. Hoặc là khi có trong những cái buổi mà gặp các lãnh đạo thì nhân dân cũng góp ý. Như vậy là cái phần góp ý của chúng ta là rất là rộng. Mà chúng ta thực hiện tốt nội dung này ấy, thì các lĩnh vực đều được nhân dân góp ý và đó chính là nhân dân cũng là tham gia giám sát. Thưa quý vị, rõ ràng việc phát huy và lắng nghe tiếp thu những ý kiến đóng góp từ phía nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc. Và từ phía người dân cũng mong muốn được đóng góp những ý kiến tâm huyết của mình đối với công tác giám sát
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc để những công tác này đạt được nhiều kết quả hơn. Trở lại với chương trình, thưa ông Phạm Kim Khang, chúng tôi được biết là ngày 19 tháng 5 tới đây sẽ diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2014-2019. Vậy thì ông có thể giới thiệu khái quát đôi nét về công tác chuẩn bị cho đại hội tính tới thời điểm này không ạ? Vâng, hiện đối với Mặt trận Tổ quốc tỉnh thì việc chuẩn bị là cách đây một năm rồi. Song song với chỉ đạo đại hội của xã, của huyện thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chuẩn bị các nội dung là cách đây một năm. Thì chúng tôi có một kỳ phát động một phong trào thi đua bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2013 cho đến là ngày 19 tháng 5 năm 2014. Và trong kế hoạch thì có nhiều nội dung, nhưng mà có một số nội dung là thi đua lập thành tích, mà những cái thành tích phải cụ thể. Đấy. Ví dụ như là đại hội cấp xã thì mỗi xã là có 2 công trình mà do mặt trận đứng ra triển khai, và cái công trình đó là phải thiết thực, điển hình trong trong các tổ chức, điển hình trong cá nhân, trong các tổ chức tôn giáo, trong các vị chức sắc, rồi trong cán bộ công chức, rất là nhiều công trình. Đấy, và chúng tôi đã chọn ra được 10 gương điển hình để tuyên truyền trong đại hội. Trong số 32 gương điển hình thì có 10 gương điển hình là để tuyên truyền trong đại hội. Thì đại hội của Mặt trận Tổ quốc tỉnh là sẽ diễn ra vào 2 ngày, 18 và 19. Và khai mạc thì đúng sáng 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác Hồ. Thưa quý vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị rộng lớn, là một bộ phận của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Từ khi ra đời đến nay luôn tỏ rõ vai trò quan trọng trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với vị trí vai trò như vậy nên công tác mặt trận là một lĩnh vực hoạt động rất quan trọng, được người dân quan tâm. Một lần nữa thì thay mặt những người thực hiện chương trình, rất cảm ơn ông Phạm Kim Khang đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và đem đến một cuộc trò chuyện về một chủ đề hết sức ý nghĩa và thiết thực, được đông đảo người dân trong toàn tỉnh quan tâm. Nhân dịp chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thì chương trình xin được gửi lời chúc mừng đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và gặt hái được nhiều kết quả. Xin cảm ơn ông. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí, cảm ơn quý vị đã xem truyền hình, và chúng tôi cũng rất là mong muốn là được nhân dân cùng đồng hành với mặt trận, bởi vì sức mạnh là ở nhân dân, và có nhân dân đồng hành cùng mặt trận thì công tác của mặt trận là sẽ ngày càng gặt hái được nhiều cái thành công. Một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình khách mời phòng thu của báo Lâm Đồng điện tử với chủ đề phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc đến đây là hết. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.